ơi Vin ơi, con nhện kìa bự quá, chạy. Trời ơi con nhện gì bự dữ vậy, chạy Vin ơi. Trời ơi. Ê, xin chào các bạn nha. Các bạn hôm nay bạn Pin với bạn Sòn có nguyên một bộ đồ chơi ráp nguyên cái nhà xe luôn nè. Rồi bây giờ mình cùng bạn Pin với bạn Sòn ráp nhà xe nha. Rồi gỡ hộp đó thôi. Ừ, nguyên cái nhà xe luôn á, xe cảnh sát đó, thấy không? Nè, ở dưới đây có quá trời xe cảnh sát luôn nè. Rồi, lau mạnh ra. Wow, rớt ba cái xe ra rồi. Ê, trên này xe gì vậy bạn Pin? Wow, một cái xe ủi. Rồi. À, máy bay con nữa hả? Đây một cái xe thiết nè, một cái xe đổ bê tông luôn, một chiếc máy bay nữa. Wow, một chiếc xe du lịch luôn nè, xe du lịch màu cam luôn. Rồi đổ ra hết đi bạn Sơn ơi. Wow, đây nguyên một cái nhà xe màu vàng luôn. Rồi bây giờ mình cùng bạn Pin với bạn Sơn ráp cái nhà xe nha. Đây tờ giấy hướng dẫn nè. À, cái đó gì vậy bạn Pin? À, cái này là tem dán á. Rồi bắt đầu ráp nhà vô nha. Đây bây giờ mình ráp cái cầu vô nghe các bạn. Đây, rồi ráp xong cái cầu rồi, bây giờ ráp cái nhà vô. Rồi hồi cho bạn Pin dán cái này nha. Đây nè. Wow, nguyên một cái nhà này không phải nhà xe cảnh sát nha các bạn. Đây là nhà xe, các loại xe công trình nè, xe công trình nha. Đây, các bạn ơi, rồi bây giờ gắn cái nhà vô. Đây cái nhà xong rồi, bây giờ mình gắn tiếp, rồi gắn thêm cái cầu thang vô nha. À, cái này hả, cái này là cái nhà đó không, chúng mình ráp cái nhà vô nghe. Đây là cái nhà nè. Rồi mình có hai cầu thang nghe, một cầu thang bên trái với một cầu thang bên phải luôn. Đây đây, rồi mình ráp thành một cái nhà như vậy nè. Rồi xong rồi, giờ mình còn 4 món nữa. Đây 4 món này nữa. Rồi còn cái cuối cùng nè các bạn ơi, mình ráp vô nghe. Rồi xong cái nhà rồi. Đây đây các bạn ơi, mình ráp xong cái nhà rồi nghe. Wow, cái nhà này nó nhỏ xíu à. Rồi hồi mình bỏ xe vô nghe. Rồi bây giờ mình dán tem vô cho cái nhà nó đẹp lên nghe. Đây là tem của nó nè. Rồi gỡ ra dán vô nghe. Rồi bây giờ mình gán cái một miếng ra trước nghe. Rồi đây nè các bạn ơi, cái nhà xe dán xong rồi nha. Đây còn một cái máy cuối cùng thôi, dán cái máy nữa là xong rồi. Rồi bây giờ mình gán mấy cái bảng hiệu vô nè. Đây. Rồi dán cái máy cuối cùng vô. Rồi xong cái nhà rồi, bây giờ mình để xe vô thử nha. Rồi cho xe chạy lên. Rồi để cái máy bay lên. Rồi con vô ngồi chạy xe lên. Đây cái xe này chạy lên. Trời ơi Pin ơi, con nhện kìa bự quá, chạy. Trời ơi con nhện gì bự dữ vậy, chạy Pin ơi. Trời ơi. Oh, my God.
Ôi, rồi Jimmy, trời trốn lẹ đi trời. Các bạn ơi, có hai con gián với con nhện nó tấn công nhà của ông Bi với bằng sòn nên giờ đi núp nha. Thôi con gián với nhện đi chưa bằng Bin? Đi chưa? Đi kiếm cây đập nó nghe. Rồi bây giờ đi kiếm cây đập con gián với nhện nghe. Rồi lẹ lên, nhanh lên. Trời ơi, con gián với nhện kìa, đập nó. Trời, gãy cây luôn hả? Trời, đập mạnh lên. Trời ơi, con gián xỉu rồi. Gián xỉu rồi kìa. Rồi nhện xỉu chưa? Nhện chưa xỉu, đập nó luôn. Rồi xỉu rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi, rồi con nhện nó xỉu rồi, còn con gián nó kìa còn ơi. Rồi bây giờ xếp cái nhà lên nghe. Trời ơi coi nè, con gián với nhện vô phá banh cái nhà luôn rồi. Rồi xếp nhà lại sòn ơi. Đi á. Trời ơi, rớt hết luôn rồi. Rồi gắn lên bằng pin ơi, gắn nhà lên. Chạy nữa hả? Bắt nó lại, bắt nó lại. Trời ơi, nhện nó chạy dữ hả? Ờ, đè nó lại. Đè lại chứ để nó chạy á. Nó chạy đi luôn á. Ôi con gián nó chạy kia biến đó, chụp lại. Trời ơi, đè nó. Ờ, đi đó hả? Rồi nhốt ở trong cái nhà xe đi. Bỏ con gián trong nhà xe luôn. Rồi cho dính cái đầu vô đó luôn. Rồi ráp xong cái nhà rồi nha. Ê, xong nữa hả? Ai rớt cái cây nữa hả? Con nhện bò hoài vậy. Rồi đây các bạn ơi, bạn Bin với bạn Son ráp xong cái nhà xe rồi nghe. Rồi đây nè các bạn ơi, rồi đây nè các bạn ơi, một con nhện khổng lồ với một con gián. Đâu gián đâu bạn Bin? Trời ơi, con gián màu gì vậy? Màu nâu. Đúng rồi. Ui trời ơi. Đây các bạn ơi, như vậy là video ráp một cái đây một cái gara xe công trình với con nhện với con gián đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Ôi chạy dữ hả? Bye bye Pin. Ê bạn Pin ơi, con có gì vậy? Đâu? Ê các bạn ơi, nay bạn Pin có một cái máy bay luôn nha. Đâu, quay thử coi, quay cái cánh được không? Wow. Trời, có nhạc không? Có nhạc không? Có nhạc không? Đâu, bấm đi. Wow. Ở xe đó xe gì vậy? Xe rau gác. Ê các bạn ơi, giờ bạn Pin lấy máy bay với xe này mình đi săn rau câu nha. Đâu, rau câu đâu? Rồi, bỏ rau câu vô. Trời, cái xe ăn rau câu luôn hả? Rồi bạn Pin mở cánh máy bay ra lấy rau câu bỏ vô nha. Rồi rớt rồi. Rồi mở cánh máy bay ra bỏ rau câu vô. Ăn được hai cục luôn. Đâu, bỏ vô được không? Trời, cục rau câu bự quá hả? Bỏ cánh xe ra bạn Pin ơi. Ừ đúng rồi, bỏ bên đó đó. Rồi hay quá, rồi đóng lại. Con nước kìa. Ê bạn Kiệt được hai cái rồi, bỏ vô xe luôn. Bỏ vô xe luôn nha. Ê, cái xe ăn luôn rồi, ăn hết. Ăn được không? Rồi vậy bỏ vô luôn đi, bỏ vô luôn. Rồi bạn Pin được một cái rau câu nữa hả? Rồi bỏ vô máy bay luôn nha. Ta thiếu nhất thắng nha. Thì thi đi chú Hằng. Ừ? Thi đi. Thôi vậy giờ thi nha. Rồi bạn Kiệt lượm hết cây này rồi phải không? Bây giờ mình qua lượm cây này nha. Lượm thiếu nhất thắng nha. Đây các bạn ơi, đâu rồi bạn Pin? Bạn Pin lượm cái rau câu bỏ vô xe máy bay nè. Wow, cái xe ăn hết luôn rồi hả? Còn nữa không? Bên đây nè, bên đây còn ba cục nè. Đây, qua đây, qua đây. Rồi, cái xe ăn rau câu luôn. Ôi, rồi, rớt hết rồi, lượm vô, rồi bỏ vô máy bay nha. Trời, cái máy bay của bạn Pin đầy luôn rồi. Rồi, đầy luôn rồi hả? Rồi, đem về nhà đi. Bạn kia, ăn lẹ. Rồi, tới bạn kia ăn cái cuối cùng luôn nha. Ôi rớt rồi. Rồi cho xe ăn luôn. Cho xe ăn luôn. Thôi bỏ vô thùng rác quay sao đi. Rồi hả hỏng cho nó ăn luôn.